Hôm nay mình có hẹn một anh bé mất. Đốm ơi, đốm. Thiệt tình à, đúng là chứng nào tật đó. Đốm. Dạ, sao mẹ? Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, tại sao không dọn dẹp đồ chơi hả? Thôi, chút nữa con dọn. Phải chi con ở sạch sẽ giống như tay to thì mẹ mừng rồi. Lúc nào mẹ tới nhà chơi đều thấy bạn ấy phụ giúp mẹ. Còn con thì... Ở sạch thì kệ bạn ấy, mẹ cứ nói hoài à. Nè đớp, đớp. Ủa, hai bạn giấu gì phía sau vậy? Nè, cà rốt nhà mình trồng, tặng bạn nè. Cho đớm bắp cải mới vừa hái nè. Xế, tưởng gì, siêu nhân hay bánh kẹo còn được, chứ cái này hừ. Quà cáp là quý lắm rồi, còn ở đó mà chê khen, con không biết lịch sử là gì hết. Bác cảm ơn hai cháu ngoan quá. Chẳng bù với thằng đớm nhà bác, nó thiệt tệ à. Dạ, đúng rồi, con tạ lắm, con tạ lắm. Kìa con, sao con không mời bạn vô nhà chơi? Đớm. Đớm mất lịch sự quá à. Mời các cháu vô nhà. Đớm bị bệnh hả? Đớm mới bị la đó. Chơi xong không chịu dọn, để nhắc nhở hoài à. Cháu không bao giờ để mẹ nhắc đâu. Con cũng vậy đó. Phải chi đớm nó cũng giống như các con thì... Tay to và bụng bự làm con đi. Đốm ơi, mở cửa đi. Các bạn về đi, mình không muốn gặp ai hết. Đốm ơi, đốm. Trời ơi, hamburger sao mà béo và thơm vậy ta? Vậy mà, có người không muốn ăn là sao ha? Mình sẽ nghỉ chơi với mẹ luôn. Anh lên kêu đốm xuống ăn cơm. Cả ngày nay nó không có ăn gì hết. Sao vậy em? Em không chắc, nhưng có lẽ con giận em. Đốm à, mau xuống ăn cơm đi con, trời tối rồi. Con không ăn, con không ăn, có chết con cũng không ăn. Bây giờ ba đếm 3 tiếng, không xuống thì đừng có trách ba nha. 1, 2, 3. Món sườn nướng đốm thích ăn nè. Con không có thèm đâu. Giận dai như vậy à? Đốm không ăn thì ba ăn. Không còn, đốm không thích cá. Mẹ đừng gấp nữa. Con chưa ăn gì mà. Con sẽ không bao giờ ăn món ăn của mẹ nấu nữa đâu. Mẹ đi mà cho tay to và bụng bự. Con có thái độ như vậy là sao? Dám nói năng với mẹ như vậy à? Tại mẹ mà. Có chuyện gì giữa hai mẹ con vậy em? Bởi vì sáng nay em la đốm trước mặt tai to và bụng bự. Ồ, điều đó là không nên chút nào. Sao em không nhắc riêng con chứ? Nhưng em nhắc hoài mà nó không chịu nghe. Mình phải tìm cách nào phù hợp hơn chứ. Con bây giờ nó lớn rồi, nó cũng thấy quê khi bị la trước mặt bạn bè chứ em. Con có đói không? Bây giờ ba chở đốm đi ăn hamburger nha. Dạ, nhưng với điều kiện chỉ có hai ba con mình đi thôi. Đốm không muốn có mẹ. Đốm không thương mẹ nữa à? Không phải, đốm vẫn thương mẹ, nhưng mà mẹ thì không còn thương đốm nữa. Sao con lại nghĩ vậy? Thì tôi nghe mẹ la, mẹ cằn nhằn,
mẹ khiêng tay to, bụng bự. Còn đốm thì không. Ồ, vậy lúc đó mẹ thương hay là ghét? Muốn tốt hay xấu đây? Đốm biết chứ. Nhưng mà ba đã biết rồi, ba sẽ góp ý với mẹ. Ba con mình đi ăn nào. Chỉ có hai chúng ta hả? Ừ, vì mẹ đang rất buồn khi biết đốm không thương mẹ nữa. Chúng ta rủ mẹ đi luôn nha. Ừ. La 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 la. Tay to, tay to. Bạn nghe tin gì chưa? Hả? Tin gì? Đám chuẩn bị đi đánh nhau kìa. Ra coi đi. Tại bạn tông mình trước. Tại bạn đi, đụng mình trước thì có. Rõ ràng là bạn tông mình, là mình đổ hết ly nước vừa mới mua luôn. Là do bạn đi không để ý. Đụng mình, còn đổ thừa nữa. Đồ chơi trẻ. Bây giờ bạn muốn cái gì? Đánh nhau không? Đánh thì đánh. Mình mà sợ bạn hả? À, đánh đi, đánh đi. Đốm nhà mình mà sợ bạn hả? Hả, mấy bạn thôi đi. Đánh nhau là không giải quyết được gì đâu. Sao không? Mình phải tẩn cho một bài học nhớ đời mới được. Hết giờ chơi rồi. Mấy đứa tụ tập ở đây làm cái gì nữa? Giải tán lên lớp mau. Hẹn bạn sau giờ học ở đằng sau trường. Mình sẽ giải quyết xong phẳng. Chơi luôn. Mình mà sợ bạn. Chiều nay mình sẽ đánh bầm dập tên đó luôn. Nhìn nhát gan như vậy mà cũng dám lò mặt ra đây ha. Thù đó, mình nói bạn mới đúng. Chuẩn bị bông băng thuốc đỏ đi. Ý, thầy giám thị. Mấy đứa đừng có lo, ta không có cản mấy đứa giải quyết xung đột đâu. Vì xung đột không phải lúc nào cũng xấu hết. Sống mà, thỉnh thoảng ta cũng gặp xung đột với bạn bè hay người thân. Vì đó là sự khác nhau cơ bản về tính cách của mỗi người. Vậy, thầy cho tụi con đánh nhau hả? Thầy cho đánh, nhưng mà không phải là đánh nhau. Đánh bao cát đây nè. Nè, đánh đi. Cứ tưởng tượng cái bao cát này là đối thủ của mấy đứa. Đánh nhiệt tình vào. Dục, đánh trước. Mệt quá. Mệt quá. Bây giờ tới đốm. Nhìn đôi mắt cười quá à. Tự nhiên đi đánh bao cát. Thôi, đánh nãy giờ mệt rồi. Què nha. À, què nha. Mấy đứa suy nghĩ đúng rồi đó. Xung đột luôn xảy ra trong cuộc sống. Nhưng mà quan trọng là cách chúng ta giải quyết nó kìa. Để tránh những điều đáng tiếc, nhớ chưa? Dạ, tụi con nhớ rồi. Nóng quá. Trời ơi, mấy ngày nay trời đã nóng mà còn bị cúp điện nữa chứ. Ở trong nhà nhảy cái lò lửa luôn. Mà không biết sao cúp điện gì mà lâu quá vậy. Em đứng ở dưới nha. Anh leo lên sửa coi thử tủ điện bị hư cái gì mà cúp hoài à. Trời ơi, nguy hiểm quá. Dừng lại đi. Trời ơi, có gì đâu mà lo. Anh mình rành mấy vụ này lắm. Anh mình là chuyên gia sửa ống nước mà. Ủa, chuyên gia sửa ống nước có biết gì về điện không mà sửa? Trời ơi. Bây giờ mình có thể sơ cứu cho họ rồi đó. Có bếp phỏng nè, để mình lấy nước lạnh. Không được. Phỏng với điện giật là không được dùng nước, xoay dầu hay cạo gió sẽ làm tình trạng nạn nhân phức tạp hơn đó. Chỗ này nè bác. Các con nhớ, không bao giờ được tự ý sửa điện. Nếu gặp người bị điện giật thì làm như đốm vừa làm, rồi lập tức gọi người lớn. Vì điện rất nguy hiểm, có thể gây tử vong. Dạ,
sau hôm nay thì chắc tụi con không dạy gì mà phá điện nữa đâu. Ê, đi đường này ghê quá à. Lỡ có chuyện gì thì sao? Trời ơi, có gì đâu. Đi đường này mới lẹ nè. Sợ cái gì chứ? Có mình với bụng bự ở đây là yên tâm rồi. Ý trời ơi, có con gì kêu vậy? Bây giờ tụi mình quay đầu về được chưa? Mấy bé đi đâu vậy? Mà đi trong hẻm vắng như vậy nguy hiểm lắm. Thôi, để mấy chú dắt mấy cháu đi cho an toàn ha. Dạ thôi, tụi con gần về tới nhà rồi. Tụi con cảm ơn, nhưng mà không cần đâu. Vậy thì để chú giúp mấy cháu một vé. Đại ca, một đứa chạy thoát rồi kìa. Không sao, có hai đứa này là được rồi. Mà chạy lẹ đi, thằng nhóc mập nó báo công an tới bây giờ á. À, cứu ơi cứu, có người ta bắt cóc con Lát kìa. Tai to, bạn bình tĩnh đi, đây không phải là lúc để khóc đâu. Vậy bây giờ mình phải làm gì? Chú chó sói ơi, tự nhiên con mắc tè quá à. Con chịu hết nổi rồi á. Im đi, không có thời gian cho ngươi tè đâu. Nhưng mà con chịu hết nổi rồi mà. Không thôi á, con làm bậy lên lưng chú luôn á. Ý, đừng làm bậy. Đại ca, dừng chút xíu cho thằng nhỏ giải quyết xong rồi chạy tiếp. Nãy giờ mình chạy cũng xa lắm rồi, đừng có lo. Lẹ nghe chưa? Nè, tranh thủ nha. Ôi đau, đau, đau. Ôi đau quá. Bắt người ta, cứu! Bắt cóc con Lít nè, bắt người ta. Ở đằng đó đó, chú cảnh sát. Con nghe tiếng bạn của con rồi. Mấy đứa không sao chứ? Lần sau nhớ tuyệt đối không được đi một mình ở trong đường vắng. Vào lỡ bị bắt á, thì đầu tiên là phải bình tĩnh, sau đó suy nghĩ kế hoạch, rồi tri hô cho mọi người ứng cứu, nghe chưa? Bà kiểm tra thì lại bị điểm thấp. Hôm trước bị mẹ la, bụng bự vô lớp, cứ khoét loét đồ chơi mới, chán quá. Nè anh quá khứ, anh làm cho cậu chủ chỉ nghĩ về chuyện cũ mà không chịu làm gì hết à? Đúng rồi đó, cậu chủ không thèm nghĩ tới tương lai là tôi đây nè, mà cứ suốt ngày nằm trong phòng thôi. Chính anh hiện tại tạo ra toàn kỷ niệm buồn, anh còn đổ thừa cho tôi nữa hả? Ủa, sao lại có ba bông hoa ở đây? Xin chào cậu chủ, chúng tôi là ba bông hoa đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai của cậu chủ nè. Thì ra là vậy, nhưng sao các bạn cứ cãi nhau inh ỏi vậy? Tất cả là do anh quá khứ cứ chiếm lấy cậu chủ, làm cậu chủ nghĩ về chuyện buồn cũ rồi ủ rũ hoài đó. Đúng rồi đó, bông hoa quá khứ sao phải lúc nào cũng làm mình buồn vậy? Không phải đâu, nếu hiện tại cậu tạo ra việc làm tốt thì đâu phải như vậy chứ. Tôi nghĩ tốt nhất chúng tôi không làm việc với anh nữa, như vậy thì cậu chủ mới vui vẻ cùng với tôi tạo ra nhiều kỷ niệm mới. Nhưng quá khứ quan trọng lắm, hai anh không thể không có tôi được đâu. Đúng rồi đó, mình không cần bạn nữa đâu. Từ bây giờ bạn sẽ không thể làm cho mình buồn nữa. Nè Đốm, xài cái viết mình cho mượn á, cho cẩn thận nha. Biết rồi mà. Trời đất, hôm trước đã làm hư một cây rồi, sao bạn không cẩn thận gì hết vậy? Hôm trước mình làm hư hồ nào? Đừng có xạo nha. Bạn bè gì mà ích kỷ, không muốn cho mình buồn nữa thì nói đi. Sao bạn nói chuyện kỳ vậy? Từ nay mày không muốn chơi với bạn nữa. Bụng bự đừng buồn nữa. Tụi mình làm bạn bao nhiêu lâu rồi, biết bao nhiêu kỷ niệm, đã làm gãy cây bút còn nghĩ chơi mình nữa. Cậu chủ không nhớ về chuyện cũ hết à? Nè con,
Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, về nhà là phải cất đồ gọn gàng chứ. Mẹ dặn có hồi nào con đâu có nhớ đâu. Cất thì cất. Hôm nay con dám trả lời với mẹ như vậy đó hả? Như vậy là hổn có biết không? Từ nay ba cấm không cho con đi đâu chơi hết. Ở nhà dọn dẹp nhà cửa, học bài cho ba. Tại sao lại như vậy? Con sẽ không nghe lời ba đâu. Tại sao không có quá khứ mà cậu chủ vẫn còn buồn nhiều quá vậy? Mình hiểu rồi. Nếu ngay hiện tại của mình mà cậu chủ làm việc không đúng thì vẫn phải gặp chuyện làm cậu chủ buồn thôi. Mình phải làm sao đây? Phải đi tìm anh quá khứ về thôi. Anh quá khứ ơi, anh ở đâu? Hai anh tìm tôi hả? Quá khứ ơi, cho mình xin lỗi nha. Mình trách sai bạn rồi. Cậu chủ có cần tôi nữa đâu. Cậu chủ rất cần anh đó quá khứ à. Phải có quá khứ, cậu chủ mới nhớ được những việc gì là sai mà tránh không làm nữa, mới biết rút kinh nghiệm để hiện tại làm việc đúng. Có như vậy, tương lai cậu chủ mới tốt đẹp được. Đúng rồi đó quá khứ, tôi có lúc buồn, cũng có lúc vui. Hiện tại, mình mới biết làm việc nào là đúng thì quá khứ mới có vui nhiều được. Ba bạn đều quan trọng với mình, hãy luôn bên cạnh để giúp mình làm nhiều việc tốt hơn nha. Đồng ý. Mời chị vào nhà chơi. Tôi có đem qua cho chị mấy cái khuôn làm rau câu, quả tiết đẹp lắm nha. Thích quá. Em vừa có ý định sẽ làm món đó đãi cả nhà đó. À, chị đợi em một chút nha. Em có món này hay lắm nè. Gì mà bí mật dữ vậy mẹ đớm. Bánh flan phô mai que ở trong tủ lạnh đâu hết rồi? Con hết rồi. Sao con ăn mà không xin phép mẹ? Sao phải xin phép? Con phải mẹ làm tất cả cho con sao? Dù là mẹ có thể cho con ăn hết, nhưng con cũng phải xin phép mẹ, biết chưa? Không, vậy có gì khác biệt đâu. Trước sau gì con cũng ăn thôi. Mẹ rất buồn về điều này. Bây giờ mẹ không còn bánh để đãi mẹ bụng bự nữa. Không được lắc. Vui lòng đọc mã số khách hàng. Hả? Mã số gì? Rắc rối quá à. Em có nhận đồ chuyển phát nhanh của anh không vậy? Ờ, dạ không. Đồ gì anh? Mà họ gửi lâu chưa? Tin nhắn báo cho anh là đã chuyển hàng thành công rồi mà. Sao kỳ vậy ta? Nếu em không nhận thì là... Chắc là đếm ký nhận đó. Mình không tin là mình không bỏ được cái hộp này. Đúng. Tại sao con dám? Tại vì con không biết là... Lại là không xin phép nữa phải không đếm? Đây là vật phẩm riêng tư của ba, gửi cho ba một màu âm thanh để làm nghiên cứu. Sao con dám tự nhiên sử dụng đồ của người khác vậy? Con tuy chúng ta cùng chung một nhà, nhưng cũng phải có quy tắc của nó con à. Ba mẹ không tiếc gì với con hết, nhưng con muốn làm gì ngoài đồ vật của riêng con thì con cũng phải xin phép người khác. Đó là phép lịch sự, nghe chưa? Dạ con biết rồi, con không dám tái phạm nó đâu. Vậy thì tốt, nhớ đó nghe chưa. Đúng rồi. Chúc bạn may mắn lần sau. À, là con trúng nó rồi. Con vẫn quyết tâm mà. Không sao đâu con. Nhiều khi may mắn nó chưa tới lần này thôi. Nhưng người may mắn sẽ trúng được chiếc xe điều khiển này mới nhất đó ba. Con thích sự đó lắm luôn. Thôi con đi lên phòng đây. Ai gõ cửa vậy ta? Nghĩa là mình đội lên thì mình sẽ gặp may mắn hả? Cũng hợp với mình đó chứ. Nhưng sao mình chưa thấy may mắn gì hết vậy ta? Đếm ơi, xuống ăn thịt chiên nè con. Hả? Hôm nay mày làm món thịt chiên mình thích kìa. Yeah. Thịt chiên mày làm ngon quá đi. À, ăn no quá. Chứ
chiếc nón này hay thiệt đó. Mình phải đi thử một vòng xem sao. Đúng rồi, may quá. Hôm trước bạn cho mình mượn cây viết lúc làm bài kiểm tra. Nay mình đem cho bạn mượn cuốn truyện mới nhất nè. Hoa, wow, cảm ơn bạn nha. May quá, mình đi chậm tí nữa thì cái đó rất trúng đầu mình rồi. Cái nón này đúng là may mắn, có nó thì lúc nào mình cũng hạnh phúc. Đớm ơi đớm, nhà mình có làm hai cái bánh tính mang cho bạn với bụng bự, nhưng mà bụng bự bị đau bụng nên mình cho bạn hết luôn nè. Thích quá vậy, giờ mình ăn nha. Cái nón đó thiệt là tuyệt vời, phải lấy của nó thôi. Ơ, ê, con quả kia, trả lại đây. Thôi rồi, không có cái nón thì mình toàn gặp chuyện xui không? Mình sẽ không thấy hạnh phúc nữa. Ủa, dạ con ơi, có chuyện gì vậy? Em lạc mất mẹ rồi. Em tội nghiệp quá không? À, tụi anh sẽ giúp em. Mẹ. Nhìn gà con hạnh phúc chứ kìa. Cái bóp của tôi. Ủa, có chuyện gì vậy cô chuột? Cô đi chợ mà làm mất cái bóp rồi, tiền ăn cả nhà cô ở đó. Tụi con sẽ giúp cô. Cái bóp của tôi. Cảm ơn hai đứa nhiều nha. Chuột con không bị đói nữa rồi. Thiệt là may quá, nhìn cô chuột thiệt là hạnh phúc. Ồ, mình chợt nhận ra không có cái nón may mắn mà mình cũng thấy hạnh phúc nữa nè. Mình thấy thật là bình yên khi mình có thể giúp đỡ người khác bằng chính sức lực của mình. Đây mới là hạnh phúc thật sự đó đớm à. Ba ơi, con trả ba nè. Ủa, nón gì đây? Con biết cái nón đó là ba cho con, muốn con được vui vẻ hạnh phúc. Nhưng mà con nhận ra hạnh phúc không chỉ do may mắn mà có được, mà trong lòng cảm thấy thực sự bình yên khi có thể giúp đỡ người khác. Đó mới là hạnh phúc thật sự đó ba. Giỏi lắm con trai. Giờ thì cùng với ba vô ăn cơm nha. Dạ. Đốm và bụng bự dựng lều nha. Còn mình sẽ vào rừng hái nấm và trái cây. Bụng bự, sao bạn lại làm đứt dây cọc của mình vậy? Ờ, mình đâu có. Mình kìa, hai cái dây kia kìa, tự nhiên cũng đứt luôn kìa đốm. Chắc chắn là có kẻ phá hoại chúng ta. Nhưng là ai? Không biết là ai nữa. Nhưng thôi, mình nhân liều lại đi. À, mình biết là ai rồi. Dây đứt á, là do bị cắn nè. Kẻ phá hoại ở đây nè bụng bự. Nè, giỏi thì lên đây nói chuyện nè. Sao phá hoại vậy? Làm gì mà la hét ồn ào quá. Nè, sao mấy bạn phá lều của tụi mình vậy? Ai phá ai? Mấy bạn phá các người phá đó. Ai phá ai? Mấy bạn phá đó. Mấy bạn phá các mấy người phá đó. Không có đâu bạn phá. Phá đó. Nếu để vậy thì quýnh nhau đi. Ai thắng thì người kia phải chịu mình là kẻ phá hoại được không? Hả? Con vào vô. Đây cũng đâu có sợ à. Khoan đã, chuyện đâu còn có đó. Thưa bác, các bạn chuột chuỗi đi nè, phá hoại lời của tôi con. Ai biểu mấy người làm cho nhà của chúng tôi đen tối làm cái gì? Hồi nào, đừng có nói vậy nha. Thôi, cho ta can đi. Bây giờ ta sẽ xử thắng cho ai mà đánh bật được con Bismarck cao su này rớt xuống đất, được chưa? Chuyện nhỏ à, để con. Hả? Vậy nghe, nếu như không phải là Bismarck, có phải người bị tổn thương và đau sẽ là tụi con và chính bạn của mình không? Tụi con đang tranh cãi xem ai là người có lỗi, ai là kẻ phá hoại người kia, có đúng vậy không? Vậy đánh nhau có phân được ai có lỗi không? Dạ không ạ. Vậy sao thay vì đánh nhau thì mỗi người nhường nhau một chút? Nhà chuột đã có trước thì mình dời liều sang chỗ khác. Còn chuột muốn bạn dời đi, sao không đề nghị rõ ràng, có phải là ổn hơn không? Dạ phải, đúng vậy. Đốm, xin lỗi bạn.
Chúng mình xin lỗi bạn nha. Chúng mình xin lỗi nha. Xin lỗi bạn nha. Thấy chưa, mọi chuyện đều luôn có cách giải quyết hết mà. Chỉ cần mình bình tĩnh thôi, hiểu không? Dạ. Siêu nhân đã nhận được tín hiệu cầu cứu, bèn bay đi luôn. Siêu nhân đã đến vừa kịp lúc, đã cứu một người thoát khỏi vụ tai nạn. Ủa, hết rồi hả con? Chưa đâu, con chưa có viết xong mà. Khi nào đốm xong, nhớ cho bà mẹ coi tiếp nha. Dạ, sau này đốm sẽ làm nhà văn đó. Chỉ cần con thích, con sẽ làm được thôi. Bà mẹ lúc nào cũng ủng hộ con hết. Rồi siêu nhân đỏ bay đi khắp nơi để cứu giúp mọi người. Cảm ơn mẹ, con đi học đây. Vậy con viết xong chuyện rồi hả? Dạ, để tối về con cho ba mẹ coi nha. Mình thích câu chuyện nhân hình vẽ minh họa của bạn xấu quá à. Bạn nhờ người khác vẽ đi. Lúc ba còn nhỏ, ba rất thích vẽ. Nhưng rồi khi ba khoe bức tranh đầu tiên của mình, các bạn đã chê cười. Rồi ba xé bỏ bức tranh đó và quyết định không bao giờ viết hay vẽ gì nữa. Con ký vô đây đi. Đã làm gì vậy ba? Thì con cứ ký đi. Cảm ơn con. Sau đó ba cảm thấy rất hối hận. Sao ba lại ngưng làm điều mình yêu thích chỉ vì người khác không thích nó chứ? Mình hứa sẽ không bao giờ bỏ cuộc nữa. Lâu lắm rồi con mới được vẽ như vậy nè ba. Ta chính là siêu nhân Superman, có sức mạnh siêu phàm để đánh bại mọi kẻ xấu, là chỉ huy của đội chiến binh vĩ đại. Với cái nơ này, ta có năng lực nghe cả các sóng siêu âm và thấy mọi vật ở xa, thiệt là xa, đến mấy chục ngàn km. Si, có thể nhìn thấy tới nước Mỹ không? Ta sẽ chở nàng đến nước Mỹ bằng phi thuyền vượt không gian này nha. Ta đi trượt băng và làm ông già tuyết đi. Cho mình đi với, mình thích trượt băng, mình đi với. Được, mong ước của bạn sẽ được chấp nhận nếu bạn trở thành chiến binh. Mình đây là chiếc khiên siêu cấp của mình, có thể đỡ mọi đòn tấn công. Chiến binh bụng bự sinh ra mắt. Ngày hôm nay chúng ta là những siêu anh hùng, chuyên tiêu diệt kẻ xấu. Tiến lên! Tiến lên! Tiến lên! Ủa? Tiếng gì vậy? Đề phòng có kẻ xấu. Kẻ xấu ở ngay trong này. Được rồi, ta sẽ bắt kẻ xấu này lộ diện ngay lập tức. Không phải đâu, bụng mình sôi đó. Cứ
mỗi khi bị đói là nó phát ra âm thanh này à. Chúng ta còn phải nạp năng lượng trước khi chiến đấu chứ đúng. Được, vậy tất cả siêu anh hùng cùng tiến vào phòng nạp năng lượng. Tất cả tiến lên! Tiến lên! Đi! Hãy dừng lại, chúng ta đã đến kho nạp năng lượng rồi. Có một cái bánh kem siêu khủng dành cho chúng ta. Nhanh đi, mình đói quá rồi. Thôi chết rồi, chiếc bánh kem nó không còn nữa. Có lẽ kẻ xấu đã lấy mất bánh kem năng lượng của chúng ta rồi. Thôi không, chúng ta phải mau chóng tìm ra kẻ nào đã lấy cắp bánh kem năng lượng. Đúng vậy, ai đã cả gan làm điều này? Nhìn kìa các bạn, chúng ta đã phát hiện chứng cứ. Đi thôi nào các bạn. Phải nhanh lên, nếu không thì kẻ xấu sẽ ăn hết chiếc bánh mất. Nhìn kìa, kẻ xấu đã để lại sơ hở. Chúng ta sẽ lần theo dấu vết để lại này. Nhưng các bạn ơi, nhìn kìa, sàn nhà của chúng ta đã bị chúng nó biến thành nham thạch. Phải tìm chỗ cao để tránh đi thôi. Tất cả nhanh lên, không còn cách nào đâu. Hãy đứng lên đến mỏm đá thần ở đằng kia. Không thôi, nham thạch sẽ đốt cháy chúng ta mất. Không xong rồi, chúng ta đã bị bao vây bởi nham thạch. Có nghĩa là chúng ta đã bị kẹt ở đây. Mình không biết đâu, mình muốn về nhà. Nào chiến binh bụng bự, đừng nhục chí chứ. Giờ phải tìm kẻ nào đã lấy cắp bánh kem năng lượng đã. Nhìn kìa, vụn bánh kìa, tên kia đã để lại dấu vết. Chắc chắn tên đó đang ở trên cây sồi vĩ đại. Nhưng làm sao thoát khỏi đây? Chúng ta đã bị nham thạch bao quanh rồi. Mình biết rồi, hãy sử dụng chiếc khiên không thể phá hoại của bạn để tới được chiếc thuyền cứu hộ kia. Cố lên chiến binh bụng bự, mọi thứ trông đợi vào ngươi cả. Vời, chiến binh bụng bự, giờ thì chúng ta hãy tiến thẳng vào sau huyệt của bọn chúng. Tiến lên! Nhìn kìa, vụn bánh dẫn vào căn phòng kia. Chúng ta hãy cùng nhau vào sau huyệt, bắt lấy kẻ cắp. Đợi đã, cửa căn phòng này có độc, chúng ta không thể xông vào được. Chắc chắn đó là kẻ đã lấy bánh kem năng lượng của chúng ta. Mình đếm 1, 2, 3, cả bọn cùng nhau nha. Đồng ý. 1, 2, 3, xông lên. Hả? Thì ra là ba hả? Ba đã lấy bánh kem của tụi con hả? Ừ, đúng rồi. Lúc nãy ba đọc sách đói bụng quá, cho nên lấy bánh trong tủ lạnh lên ăn. Vậy mà nãy giờ bọn con tưởng là đang đi bắt tội phạm đó. Hôm nay mình được cô giáo khen đó. Vui ơi là vui. Mình cũng được cô khen nữa. Mà cô khen tay to gì vậy? Cô khen là mình lễ phép, vì mình gặp cô và người lớn ở đâu thì mình cũng chào hết á. Cô cũng khen mình giống y như tay to vậy đó. Vui ơi là vui. Bé ngoan bé biết vâng lời, là luôn lễ phép. Ý, bé màu vàng kìa. Con chào bác. Con chào bác.
bác chào các con. Ủa, sao Đốm không chào bác Bò Vàng? Tại bác Bò Vàng chạy qua nhanh quá nên mình không thấy. Hình như lúc nãy ra về Đốm cũng không chào cô giáo thì phải. Trời ơi trời, các bạn bày vẽ quá. Cô giáo ngày nào cũng gặp mò, chào làm gì? Vẫn phải chào Đốm à, vậy mới là lễ phép. Không chào cũng là lễ phép. Mình luôn tôn trọng và yêu thương cô mà. Tới nhà mình rồi, tạm biệt Đốm và Bụng Bự nha, mai gặp lại. Tạm biệt tay to nha. Thôi ba mẹ, con đi học mới về. Thưa ba mẹ, con đi học mới về. Mẹ ơi, có gì ăn chưa? Con đói quá. Sao Đốm đi học về mà không thấy chào mẹ? Mẹ là mẹ của con mà, gặp nhau hàng ngày, chào hỏi chi cho mệt hả mẹ? Đúng là vậy, nhưng con đi học về mà không chào, mẹ buồn lắm. Mẹ đừng buồn, mẹ luôn ở trong này nè. Nhưng mà mẹ vẫn thích con chào. Con quên. Thôi, để mai nha mẹ. Con đi coi phim hoạt hình đây. Làm gì mà mặt mày bí xị vậy con trai? Hôm nay mấy bạn ai cũng được cô giáo khen và cộng điểm thưởng, chỉ có mình con là không được thôi. Vậy cô giáo có nói gì sao con không được cộng điểm hay không? Dạ, cô giáo nói tại vì con chưa được lễ phép. Ai nói bộ chào là lễ phép hả? Nói gì không đúng hả? Vậy theo Đốm, cô giáo nói như vậy là đúng hay chưa đúng? Dạ, con hiểu rồi. Từ ngày mai con sẽ lễ phép với tất cả mọi người ạ. Đúng rồi, Đốm phải lễ phép, gặp tất cả người lớn đều phải chào hỏi. Có như vậy mới được yêu quý, con biết không? Dạ, thưa ba con đi học. Thưa mẹ con đi học. Ừ, con đi học vui vẻ nha. Nhìn ngon quá à. Lâu lắm rồi mình không được ăn bánh xèo á. Mình cũng vậy, thèm quá trời luôn á. Chuyện nhỏ, sáng mai qua nhà mình đổ bánh xèo mời các bạn ăn. Mình có khéo nấu ăn lắm nha. Sau này nhất định mình sẽ trở thành vua đầu bếp cho mấy bạn coi. Nhưng mình có bao giờ thấy bạn nấu nướng gì đâu. Tại vì mình không thích thôi. Mà cứ qua đi rồi các bạn sẽ thấy. Bạn đã bao giờ ăn cái gì của Bụng Bự nắng uống chưa? Hình như là rồi á. Có một lần, nhưng mà dở lắm. Chết rồi, vậy làm sao bây giờ? Sáng mai mình không ăn cái gì đâu. Sao con không ăn đi? Con không đói. Nếu như con không ăn thì con có thể về phòng của mình. Giờ nhưng bánh xèo chỉ là chuyện nhỏ. Chết rồi, làm sao bây giờ ta? Các bạn sắp tới rồi. Không biết bánh xèo của bạn ấy sẽ ra sao nữa. Xin mời. Chính bạn đồ bánh xèo thiệt hả? Trông ngon quá đi. Tất
nhiên rồi, đây là bánh xèo bụng bự thứ thiệt mà. Nó y như bánh xèo bà ba nổi tiếng á. Ừ, y chang luôn. Còn ngon hơn chứ, người ta là vua đầu bếp mà. Vậy là cậu đổ bánh xèo không được, nên mua bánh xèo bà ba cho tụi mình ăn hả? Mình cũng cố gắng hết sức rồi, mà không có được. Thôi, miễn là có bánh xèo ngon ăn là được rồi, một số ăn tiếp đi. Thực ra mình có khiếu nấu nướng gì đâu, mình có khiếu ăn thôi à. Khiếu đó bọn mình cũng có. Xong chưa? Đốm ơi, đứng yên nào. Mẹ ơi, con cố ơi, con chỉ muốn đổi thử một chút thôi, nhưng mà gỡ quà không có ra. Bình tĩnh, đừng khóc, để mẹ tính. Cẩn thận, không lại va vô tường bây giờ. Mẹ ơi, bây giờ mình đi tới bác sĩ á mẹ. Ừ, để bác sĩ giúp gỡ cái thú đó ra. Con ở đây đợi mẹ, nhớ chưa? Dạ. Con không bị thương chứ? Dạ không sao, nhưng chiếc thố thì bị. Không sao. Mình chơi bịt mắt mắt dê đi. Trò đó chơi hoài rồi, nghĩ trò mới đi. Mấy bạn có chơi trò trượt sàn bây giờ chưa? Trượt sàn là cái gì? Chưa nghe thấy bao giờ. Vậy còn chần chờ gì nữa, mình bắt đầu chơi thôi.
mẹ. Lần sau tụi con sẽ không nghịch dại nữa. Để xem. Cái này nè, vậy trượt liền đi, có nước đâu mà trượt. Trời trời, chị nhỏ vậy thì trượt khó thôi, giống cầu trượt á. Ê ê, đừng có giỡn nha. Ê ê, Bụng bự trốn đi, để bọn này cho mình xử lý. Vậy đi cứu mẹ mình đi. Nhưng còn bạn ở đây thì làm sao? Đi nhanh đi, bọn này là chuyện nhỏ với mình mà. Bây giờ tới tụi bay, ngon nhà vô cây. Cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện, nhanh hơn ta tưởng. Chính người đã bắt mẹ ta.
Có vẻ người đã luyện tập rất kỹ rồi. Tay phải là lửa, tay trái là cây, chân phải là đất, chân trái kim loại, nước phun ở miệng. Trận này ta thắng. Ta sẽ lấy năng lực của ngươi. Tia sáng này ấm quá. Mẹ thiên nhiên. Đúng rồi đó đốm, con đã rất kiên cường. Đã vậy, ta bắt luôn mẹ thiên nhiên. Ngông cuồng, robot các người nghĩ có thể tàn phá được thiên nhiên sao? Con người đã tạo ra máy móc phá hoại thiên nhiên, phá hoại cả con người. Lá chắn ozone. Đúng rồi đúng. Cứu được mẹ bạn ơi nè. Đầu hàng đi, ngươi thua rồi. Ngươi thua không phải ta, không phải robot, mà là loài ngươi. Ngươi nói vậy là sao? Hãy nhìn xung quanh ngươi đi. Thiên nhiên đã bị chính các ngươi phá hủy. Chính con người đã phá hủy thiên nhiên, đã tạo ra robot chúng ta phá hoại thiên nhiên. Đúng vậy, con người vì lòng tham của mình mà đã phá hoại thiên nhiên. Vậy thì mẹ thiên nhiên phải đi trừng phạt con người chứ không phải ta. Ta không trừng phạt ai hết. Cả con người và robot đều là con của ta. Cả hai đều xứng đáng có một cơ hội nữa. Trái đất này là của muôn loài, thiên nhiên nuôi dưỡng vạn vật. Vì vậy, tất cả cần chung tay để bảo vệ trái đất. Mình cho bịt mắt dê đi.
trò đó chơi hoài rồi, nghĩ trò mới đi. Mấy bạn có chơi trò trượt sàn bây giờ chưa? Trượt sàn là gì? Chưa nghe thấy bao giờ. Vậy còn chần chờ gì nữa, mình bắt đầu chơi thôi. Nhưng mà chơi một mình không có vui.
để mình đẩy cho. Bạn cho xe hơi đi. Thiệt không vợ? Lát nữa sẽ đến lượt mình. Yên tâm. Nên chia sẻ với các bạn, vì chơi một mình không có vui, mà lại còn ích kỷ nữa, xấu lắm đó. Đốm, sao lại ngủ gần trong lớp? Em phải chạy 10 vòng quanh trường cho tỉnh ngủ. Để chép phạt cầu em sẽ không ngủ gần trong lớp 100 lần cho tôi. Đi học mà sao mà khổ quá vậy trời. Em sẽ không. Chém quá đi. Đốm ơi, đã thu quần áo giúp mẹ chưa con? Mình chỉ muốn biến mất đi đâu đó thôi, để không phải đi học, không bị phạt, không bị mẹ sai nữa. Đúng, từ bây giờ đây sẽ là nhà mới của ngươi. Trời đất ơi, thích thật, đúng là cậu được ước thấy mà. Sao còn nằm đó, mau lo làm việc đi chứ. Đi học thì phải làm việc chứ sao? Tay làm hàm nhai, có làm thì mới có ăn. Khát nước quá à. Phải ăn chín uống sôi. Cần phải có sức khỏe, nên nhà ngươi phải tắm nước lạnh cho ta. Đói bụng quá, sao không có gì ăn ta? Khi nào nhà ngươi tự trồng cây được thì lúc đó mới có đồ ăn. Từ giờ tới lúc đó thì sao? Nhịn đói hả? Ở đây ngươi chỉ được ăn một món thôi. Món gì ạ? Có ngon không? Món khi khống, ngon tuyệt và ăn bao nhiêu cũng được. Hít thật sâu vô, hít vào, hít vào. Có thấy gì đâu, chỉ có không khí thôi à. Thì nó đó, khi không là không khí đó. Nhà ngươi đi đâu vậy? Không được đi, nhà ngươi không được đi. Trong lớp, em sẽ không ngủ gật trong lớp. Dù sao đi học thì vẫn thích hơn. Em còn phải dùng tiền mừng tuổi để mua đền bạn ấy một con búp bê mới nữa. Đốm, con nhớ nha, có lỗi thì phải xin lỗi. Dạ. Và quan trọng hơn, phải tìm mọi cách sửa chữa lỗi lầm của mình nữa. Làm cái gì vậy? À, con chị. Thưa ba mẹ, con đi học đây. Cháu xin lỗi vì đã làm dở con dây trang trí màu xanh. Đây là tiền đền bù. Đúng. À.
ơi, sao nhiều đồ ăn ngon quá vậy? Bây giờ nhà rủ các bạn lên ăn chung mới vui. Ủa, cái cây đâu rồi ta? Ủa, hết rồi hả con? Chưa đâu, con chưa có viết xong mà. Khi nào đốm xong, nhớ cho bà mẹ coi tiếp nha. Dạ, sau này đốm sẽ làm nhà văn đó. Chỉ cần con thích, con sẽ làm được thôi. Bà mẹ lúc nào cũng ủng hộ con hết. Rồi siêu nhân đỏ bay đi khắp nơi để cứu giúp mọi người. Vậy con viết xong chuyện rồi hả? Dạ, để tới về con cho ba mẹ coi nha. Sao? Các bạn đọc thấy sao? Có được không? Mình thấy bình thường à, không hay bằng siêu nhân TikTok. Mình thích câu chuyện nhân hình vẽ minh họa của bạn xấu quá à. Bạn nhờ người khác vẽ đi. Lúc ba còn nhỏ, ba rất thích vẽ. Nhưng rồi khi ba khoe bức tranh đầu tiên của mình, các bạn đã chê cười. Rồi ba xé bỏ bức tranh đó và quyết định không bao giờ viết hay vẽ gì nữa. Con ký vô đây đi. Đã làm gì vậy ba? Thì con cứ ký đi. Cảm ơn con. Sau đó ba cảm thấy rất hối hận. Sao ba lại ngưng làm điều mình yêu thích chỉ vì người khác không thích nó chứ? Mình hứa sẽ không bao giờ bỏ cuộc nữa. Lâu lắm rồi con mới được vẽ như vậy nè ba. Các em chuẩn bị kiểm tra miệng môn tiếng Việt nha. Dạ. Yêu rồi, hôm qua ham chơi quá quên học bài. Bắt đầu nào, bạn đớm, lên bảng đi. Sao bây giờ? Lên đi, lên bảng đi đớm. Mau lên nè. Hôm qua mẹ em bị bệnh nặng cô. Em trông mẹ nó chưa kịp ôn bài. Cô cho em lần sau được không cô? Có thật không? Dạ thiệt. Thôi được, vậy cô sẽ kiểm tra em trong lần tới. Chăm sóc mẹ thì tốt, nhưng phải sắp xếp thời gian học bài nghe chưa? Dạ. May quá, hơi là sáng cô tin đó. Thì có sao bạn nói vậy, cô tin là đúng rồi. Chiều hai đứa mình qua thăm mẹ đốm nha.
Hoàng chi, mẹ mình khỏe mà, có bệnh tật gì đâu. Mình nói dối đó. Hả? Cái gì? Có gì đâu, mình nói dối chả gây hại gì. Mà cô cũng không biết để bực mình nữa. Bạn nói vậy sao được, dù là không có gây hại nhưng mà bạn đã không trung thật rồi. Thì phức quá à. Mình làm mình chịu. Thôi về trước đây. Không lẽ nó dối tệ vậy sao? Tệ đâu mà tệ, nó dối mà ai cũng vô vẻ thì không có sai đâu. Mở miệng ra, ta là cái lưỡi của ngươi đó. Là ngươi hả? Thì ta đây chứ đâu. Hồi sáng mà ta không lương lẹo là ngươi ăn ngay con ốc vịt vào tập rồi. Mà bụng bự cứ trách ta không trung thật. Quan tâm làm gì, miễn mình bình an vô sự là được. Robot mới hả? Cho mượn chơi coi. Thôi, mới mua, anh nhìn thôi đừng có sờ vô nha. Để ta xử nó. Đừng có sờ vô nha. Nhà tôi là cả mới luôn. Mới mua tức thì, thích thì qua nhà tôi chơi nè. Có luôn á hả? Rồi, là gì có. Cả lớp đang ở đây không nói vậy thì quay chết. Vậy chiều mình ghé nhà bạn nha. Cả lớp trật tự, mẹ đốm đã đỡ hơn chưa? Hôm nay em đã học bài chưa? Chết rồi lưỡi ơi, sao bây giờ? Mẹ em bị bệnh nặng lắm cô. Cả hôm qua em cùng ba phải thức nguyên đêm trông mẹ nên vẫn chưa kịp học bài con. Trời, nghiêm trọng vậy sao? Chiều nay bạn lớp trưởng đi cùng cô sang nhà bạn đốm thăm mẹ đốm nha. Trời ơi, cái lưỡi ơi, ngươi hại ta rồi nè. Bây giờ sao hả lưỡi? Chết rồi, ta không biết đâu, mặc kệ ngươi đó. Lưỡi, ngon được mặc kệ vậy chứ. Lưỡi, chuyện gì vậy đốm? Dạ cô ơi, em xin lỗi cô. Thật ra mẹ em không có bị sao hết đó. Bạn đốm nói dối á cô. Mẹ của bạn ấy á không có sao hết á. Mà tại bạn đó chưa học bài nên lấy cớ để không bị điểm kém đó cô. Phải không đốm? Dạ phải. Em xin lỗi cô. Xin lỗi cả lớp. Tại cái lưỡi nói dối của em đó cô. Đốm nè, em đã không đủ sáng suốt để nhận ra lỗi của mình là chưa học bài, lại còn nghe lời cái lưỡi lương lẹo của mình để làm tội lỗi càng thêm nặng. Đã vậy, còn lấy lý do là mẹ đang bệnh nặng. Mẹ em mà biết được sẽ buồn lắm em biết không? Dạ, em biết lỗi rồi cô. Thôi đừng khóc nữa. Nói dối, ngay ban đầu các em sẽ thấy nó không gây hại cho ai. Nhưng các em thấy đó, dần dần lời nói dối sẽ dễ hơn và gây ra lỗi nghiêm trọng hơn ban đầu rất nhiều. Đó mới là tác hại của nói dối. Từ bài học của bạn đốm, các em hãy trung thực và sáng suốt để không bị cái lưỡi lương lẹo chỉ dẫn sai lầm nữa nghe chưa? Dạ. Ủa, có chuyện gì vậy ba? À, xóm mình có người mới đến đó mà. Hình như là cậu Cáo á. Vậy hả? Bữa nào gặp nói chuyện coi sao? Cậu Cáo sống một mình hả ba đốm? Ừ, cậu ta sống có một mình à. Ôi, đau quá. Ba, con sao không ba? Không sao đâu con. Con giúp ba cái chậu nha. Đó là... Ủa, sao anh thấy ba em bị té mà không giúp vậy? Liên quan gì đến ta mà ta phải giúp chứ? Anh mà ra giúp thì ba em đâu có té đâu. Trời, đó là chuyện của ba cưng. Mắc gì đến ta, ta ra giúp mắc công té chung thì sao hả? Nói gì mà nghe được trời. Thôi con, ba không sao đâu. Ba té mà anh ta đứng nhìn như không gì vậy á. Mai mốt mà lỡ bị gì con không thèm giúp đâu nha. Người đâu mà kỳ cục à. Nè, không được đâu. Con làm như vậy thì chẳng khác gì cậu ta hết. Mình nhận giúp, dần dần cậu ta sẽ hiểu ra thôi. Thôi, phụ ba bưng cái này vô nhà đi con. Dạ. Trời sấm chớp ghê quá đi. Một cơn bão đang ập tới. Mọi người nên đề phòng gió lốc, đóng cửa nhà cẩn thận và chuẩn bị lương thực cho mình. Thì ra là bão tới, kiểu này chắc chắn không ai dám ra đường đâu. Ghê quá ba ơi, có bao giờ nút nhà bay lên luôn không ba? Có sợ, ba kiểm tra kỹ rồi, không sao đâu. Để con giúp ba đi khóa cửa nha. Để mẹ kiểm tra đồ ăn cho hai ngày coi sao. Có chuyện gì vậy nè trời? Trời ơi, bão tới, đồ đạc của tôi. Chết rồi, nhà con Cáo bị tóc mái, phải qua đó giúp đỡ nhanh thôi. Cứu tôi với. Cố gắng ra. Bấm chắc chậu đi.
chúng tôi tới rồi nè. Sợ quá, sợ quá. Sao mọi người lại cứu tôi? Hôm qua tôi đã mặc kệ mọi người mà. Đáng lẽ là không có cứu đâu á. Vì không phải chuyện của mình đâu ba ha. Đừng có nói như vậy. Người ta nói hàng xóm tối đèn còn có nhau. Cậu ở có một mình không ai chăm sóc. Nếu không phải là nhà tôi thì nhà khác cũng sẽ giúp cậu thôi. Chỉ cần sống tốt, giúp đỡ cho mọi người thì khi gặp hoạn nạn chắc chắn sẽ có người giúp mình mà. Cậu có hiểu không? Tôi sai rồi. Xin lỗi và cảm ơn cả nhà rất nhiều. Tết Trung Thu em rước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp phố phường. Em vui sướng với đèn trong tay. Em múa ca trong ánh trăng rằm. Ủa, các bạn cũng đi rước đèn hả? Đúng rồi, bọn mình đang rước đèn lên cung trăng chơi hội với chị Hằng nè. Năm nay, đèn bạn nào đẹp nhất sẽ được một phần bánh trung thu thiệt là bự do chính tay chị Hằng làm đó. Ồ, chắc là ngon lắm đây. Vậy thì mình thắng chắc, đèn mình là đẹp nhất đó. Nè nè, đèn của mình cũng bự lắm đó nha. Thôi thôi, bọn mình cứ rước đèn lên cung trăng đi, rồi chị Hằng sẽ quyết định. Chứ mà cứ ở đây hoài thì sẽ trễ đó. Thôi thôi thôi, các bạn đi trước đi. Mình chợt nhớ là nãy mẹ mình nhờ đi đưa đồ. Một lát nữa mình đuổi theo sau. À, vậy cũng được. Tụi mình đi chậm chậm chờ ha. Cảm ơn các bạn nha. À, cầm cái đèn nhỏ xíu. Xấu quá, cái này lên cung trăng là thua chắc luôn. Mình sẽ thua như vậy. Mình sẽ mượn một ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất ở đây để làm đèn trung thu. Thắng là cái chắc rồi. Để xem ngôi sao nào đẹp nhất vậy ta. À, đây rồi. Đang làm gì vậy? Bất tỉnh rồi. Kế hoạch thành công. Ủa, không biết đốm đâu rồi ta. Mình đây. Mình đuổi kịp rồi nè. À, chào mừng các bạn nhỏ đã tới cung trăng. Chúng em chào chị Hằng. Wow, đèn bạn nào cũng lung linh hết. Nhưng mà đèn của em là đẹp nhất á chị. Bậy, đèn của em là đẹp nhất. Chị thấy đèn của mọi người rồi, còn bạn đốm thì sao? Đèn của em nè. Hả? Trời đất ơi. Wow, đèn của đốm đẹp quá à. Wow, đèn của đốm đẹp nhất rồi đó. Mấy bạn quá khen rồi. Bonita, bắt công. Hả? Không phải là đèn lồng mà là ngôi sao thiệt. Ủa, ngôi sao thiệt hả? Bạn hiếu thắng đến nỗi bắt cóc ngôi sao để đi thi sao đó. Có nhiều cách để chiến thắng, nhưng làm hại người khác để giành chiến thắng là hành động vô cùng ích kỷ đó đó mà. Mình xin lỗi bạn ngôi sao nha. Tất cả là lỗi của mình. Thôi, mình không có giận bạn đâu. Nhưng bù lại, mình sẽ ăn hết phần bánh trung thu của bạn hôm nay luôn nè. Không có được đó nha. Mình nhớ ba mẹ quá à. Mình cũng nhớ. Những đám mây kia cũng có hình dạng giống như mẹ của mình lắm. Tại to như ba mẹ quá nên tưởng tượng ra đó. Không, đúng rồi. Ba mẹ mình ở trên bầu trời kìa. Đúng rồi, là ba mẹ của tụi mình. Chúng ta đi tìm ba mẹ thôi. Lòng đáng lên mây có cái cây lúc lắc con chủ ở nhà không? Ông chủ đi nấu ăn rồi. Đây là trò chơi mình chơi khi nhỏ. Mà đã lâu lắm rồi, mình nó không còn thích chơi nữa. Mẹ cuộc tóc, dạ thắt thêm cho con cái nơ nè. Dạ, mẹ làm gì cũng đẹp hết. Con thích mẹ cuộc tóc lắm đó. Thiệt không?
Vậy mà lần nào mẹ cuộc tóc con cũng giãy nảy không chịu hết á. Không đâu, con rất thích mẹ cuộc tóc. Là tại con đã từng nói là không thích mẹ cuộc tóc. Để con, để con, để con, để con. Và những việc mình chẳng chịu làm. Ba mẹ, là con đến đây nè. Đúng rồi, bây giờ phải làm sao? Có không biết giữ, mất thì đừng tìm. Ba mẹ các người đang ngủ sẽ không bao giờ tỉnh giấc nữa đâu. Các người hãy về trái đất đi. Nè, bà phù thủy mây, bà đã làm gì với ba mẹ của chúng tôi vậy? Mau trả lại ba mẹ cho chúng tôi. Không, ta không làm gì hết. Chỉ vì ba mẹ của các ngươi đang ở trong giấc mơ của chính họ, giấc mơ có những người con như họ mong muốn. Vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao để cứu ba mẹ? Hãy giúp chúng tôi đi. Có không giữ, mất đừng tìm. Nhờ sao đó? Sẽ có cách mà, đừng có lo. Tuy ba mẹ không thấy chúng ta, nhưng chắc chắn ba mẹ vẫn luôn yêu thương chúng ta. Sẽ có cách thôi mà. Chúng ta cùng nhau cố gắng nha, cùng đưa ba mẹ về nhà. Mình đã nói là đừng bấm nút đó rồi, bay xuống đây rồi đi lạc rồi sao? Bạn nói nhiều quá à, mình đã nói mình bấm nhầm rồi. Mình sẽ cố gắng bay về đúng giờ được chưa? Tất cả là lỗi của bạn mà bạn còn lớn tiếng nữa hả? Mình không cho bạn điều khiển nữa. Để mình. Trời ơi, chiếc đĩa bay đó rơi rồi kìa. Ê, mau tới đó coi có chuyện gì không? Mình đã nói là đưa mình điều khiển rồi mà. Bạn im đi, nếu không phải bạn cố giành với mình thì đâu có chuyện này xảy ra. Bây giờ đĩa bay bị hư rồi đó, vừa lòng bạn chưa? Mình tại bạn trước chứ bộ. Mình không nói với bạn nữa đâu. Có chuyện gì mà bạn lớn tiếng với bạn đó vậy hả? Hôm nay tới lượt Suzu điều khiển, bạn đã bấm nhầm nút mà tụi mình bay lạc tới đây. Mình tức quá, la lối giành lại rồi mới ra như thế này nè. Ai mà không mắc sai lầm chứ, bạn lớn tiếng như vậy, bạn nói buồn bỏ đi là phải rồi. Tức thì phải lớn tiếng thôi. Bạn thật là lì lợm, đáng lẽ ra Suzu không nên bay chung với bạn thì đúng hơn đó. Nè, hai bạn, dừng lại đã. Gì chứ? Ở đó cho bạn lớn tiếng như tụi mình luôn hả? Thực ra mình đã biết mình sai rồi, nhưng thiệt khó để nói những câu nhẹ nhàng trong lúc này. Mình ngại lắm. Có gì đâu phải ngại chứ, lời nói đâu có mất tiền mua. Nhưng làm như vậy thì mất mặt lắm. Sợ mất mặt thì chẳng có ai bay về với bạn đâu. Hai bạn có cách nào giúp mình không? Giúp mình khó quá. Giận bạn rồi. Hay quá, nhiều kẹo thiệt là xịn nha. Vậy mà cũng tin nữa. Hả? Là sao? Viên kẹo đó mình mua ở ngoài tiệm thôi, chứ có phải phát minh gì đâu. Bạn biết lỗi, bạn có thể nói được những lời ngọt ngào hơn. Nhưng vì bạn mắc cỡ, bạn cứ ngại, bạn sợ người ta không chấp nhận. Vậy sao mà được? Ra là vậy. Đúng rồi, khi mà chúng ta chung một nhóm á, phải đặt mình vô người khác mà nghĩ. Ai cũng mắc sai lầm hết, nhưng mà những lời nói ngọt ngào, khích lệ động viên người khác mới giúp người khác tốt hơn được. Chứ không phải lớn tiếng, nói những lời nói khó nghe đâu. Mình hiểu rồi, cảm ơn hai bạn nhiều lắm. Bây giờ thì mình với Juju sẽ cùng nhau đi sửa lại đĩa bài để không bao quay về. Tụi mình giúp cho. Đồng ý.